Theo kết quả xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2023, một lần nữa Quảng Ninh dẫn đầu các địa phương trong cả nước với 71,25 điểm. Đây là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí quán quân PCI và năm thứ 11 nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Đây là thành quả của một hành trình không ngừng nỗ lực của cả hệ thống chính trị toàn tỉnh. Quảng Ninh giữ được liên tiếp 7 năm dẫn đầu PCI cho thấy quyết tâm chính trị, hành động của hệ thống và cái sự đồng bộ nhất quán của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân, của hệ thống chính quyền địa phương cũng như sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng tâm hiệp lực chung. Và tôi tin rằng với cái quyết tâm bền bỉ như vậy thì Quảng Ninh sẽ còn tiếp tục tiến xa và chúng ta sẽ chuyển hóa những cái lợi thế về môi trường kinh doanh trở thành những kết quả kinh tế đích thực để đem lại sự phát triển kinh tế của Quảng Ninh cũng như là trong cái đời sống của người dân. Về chỉ số xanh cấp tỉnh PGI năm 2023, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 điểm. Đây là bộ chỉ số được khởi xướng từ năm 2022 với ý nghĩa góp phần chung tay từ phía cộng đồng doanh nghiệp, chính quyền địa phương vào thực hiện chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Chính phủ về giải quyết những thách thức lớn toàn cầu, trong đó có các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Tôi luôn ngưỡng mộ Quảng Ninh vì lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh rất coi trọng các chỉ số này và có giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện một cách nhất quán, đồng bộ trong thực tế. Đối với Quảng Ninh, cái tôi nhìn thấy khi nhìn vào các dữ liệu PGI của Quảng Ninh là Quảng Ninh vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa trong việc minh bạch các vấn đề môi trường, cải thiện về quy mô môi trường và đảm bảo rằng các doanh nghiệp hiểu quy định cải thiện môi trường. Đây là yếu tố rất quan trọng để Quảng Ninh có thể tạo sự cân bằng trong phát triển công nghiệp và du lịch, bảo đảm hai lĩnh vực này phát triển cùng nhau một cách bền vững. Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, những chỉ số trong bảng xếp hạng PCI và PGI là phần thưởng chân quý từ cộng đồng doanh nghiệp, người dân đối với những nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Quảng Ninh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tôi xin được trân trọng cảm ơn người dân, trân trọng cảm ơn cộng đồng nhà đầu tư và doanh nghiệp trong suốt những năm qua đã đồng hành, đánh giá công tâm, khách quan, ghi nhận đúng mức những cố gắng không ngừng nghỉ của hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành của tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện những cái mục tiêu và không ngừng nâng cao chất lượng và sự hài lòng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, kết quả mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được là động lực cho phát triển, đồng thời cũng đặt ra những thách thức lớn đối với tỉnh. Bởi Quảng Ninh hiểu rõ, giành được vị thế thứ hạng PCI đã khó, giữ vững được càng khó khăn hơn. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh luôn xác định, trên hành trình cải cách, những nỗ lực phải đến hàng ngày, không tự chủ quan, tự thỏa mãn với kết quả đã đạt được, mà luôn nhận diện kịp thời những mâu thuẫn trong thực tiễn quản lý, khó khăn thách thức của người dân và doanh nghiệp để tìm cách tháo gỡ, giải quyết. Đây là năm thứ 19 báo cáo PCI được thực hiện. Báo cáo PCI năm 2023 đã phản ánh một bức tranh sống động về môi trường kinh doanh của Việt Nam dưới góc nhìn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, báo cáo năm nay truyền tải đánh giá của doanh nghiệp về nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc quản lý, bảo vệ môi trường và thúc đẩy đầu tư xanh, thực hành xanh của doanh nghiệp tại địa phương. Qua đó khuyến nghị các địa phương thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.